Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Care. Hôm nay mình sẽ nói về 5 tính năng được người dùng yêu thích nhất và cũng là tính năng mới nhất trên hệ điều hành iOS 12. Đầu tiên, một trong những tính năng cũng như là hiệu năng được người dùng quan tâm nhất chính là hiệu năng sau cái việc nâng cấp trên hệ điều hành iOS 12. Thì với hiệu năng trên hệ điều hành iOS 12 đã được Apple cải tiến rất là nhiều so với các phiên bản trước, thì thời gian sử dụng ứng dụng, mở ứng dụng cũng nhanh hơn và thời gian phiên mở ứng dụng camera cũng nhanh hơn lên 70%, và rất nhiều cải tiến về tốc độ giúp cho máy nhanh hơn, đặc biệt là các thiết bị cũ. Nhờ vậy, việc trải nghiệm iPhone trên hệ điều hành iOS 12 là cực kỳ mượt mà. Đây là một trong những phần cải tiến tốt nhất trên hệ điều hành iOS 12, thì các bạn nên cập nhật phiên bản này về. Một tính năng khá là hay và khá được nhiều người quan tâm chú ý đến và nhiều khả năng được rất là nhiều người thích và được đánh giá rất là cao, đó chính là các thông báo đã được gom nhóm lại, tự động gom nhóm lại. Thì mặc dù chức năng này đã được có mặt trên hệ điều hành Android từ rất lâu, nhưng chức năng thông báo nhóm mới chỉ được đem lên iOS gần đây. Với hệ điều hành iOS 12 này, bạn sẽ không cần phải lo lắng một ngày bật điện thoại lên với thông báo hiện đầy màn hình và sắp xếp không theo thứ tự, chỉ theo trình tự thời gian thôi. Thì trong phiên bản này thì các thông báo của các bạn đã được gom theo nhóm một cách tự động. Đây, các bạn có thể thấy mình có làm một video hướng dẫn nhóm thông báo này riêng về cách setup nhóm thông báo này. Các bạn có thể xem video hướng dẫn của mình trong phần miêu tả hoặc ở cuối video. Và tính năng thứ ba mình muốn nói đến cho các bạn đó chính là tính năng về trackpad, con trỏ di chuyển, con trỏ chuột trong quá trình thao tác bàn phím. Thì tính năng này vừa được cập nhật trên hệ điều hành iOS 12, một tính năng độc quyền của các máy sử dụng 3D Touch, nay đã được đem lên những thiết bị cũ hơn. Để sử dụng tính năng này, các bạn chỉ vào việc một phần ghi chú hay là một phần nào đó có thể ghi văn bản được. Thì để tính năng này, các bạn nhấn vào phần dấu cách và giữ yên. Lúc này các bạn có thể di chuyển con trỏ một cách nhanh chóng và chính xác đến vị trí mà mình mong muốn. Đây là một cái tính năng khá là hay, các bạn có thể xem. Và mình cũng đã có một video hướng dẫn về tính năng này, các bạn có thể xem nó ở phía cuối video. Phần tính năng thứ tư, đây là một tính năng cũng ít khi sử dụng nhưng mà cũng khá là hay. Đó là tính năng tự động cập nhật mã OTP để sao chép, lưu vô bộ nhớ tạm để dễ dàng sao chép. Chắc hẳn các bạn ít lần nhận được tin nhắn OTP để xác nhận việc giao dịch hoặc là giao dịch khi mà các bạn chuyển tiền. Thì trường hợp này khá là bất tiện khi các bạn phải vào phần tin nhắn và copy cái mã OTP trong điện thoại và dán lại trên trình xác nhận OTP trong quá trình giao dịch. Với hệ điều hành iOS 12 này thì mã OTP sẽ được lưu trực tiếp vào bàn phím, sẽ xuất hiện trên bàn phím trong quá trình bạn nhập mã OTP trong phần xác nhận. Thì điều này sẽ rất là tiết kiệm thời gian cho các bạn trong quá trình trong các cuộc giao dịch. Và tính năng cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là tính năng hẹn giờ thời gian sử dụng các ứng dụng trên máy. Thì hệ điều hành iOS 12 này đã được Apple thiết kế đang đi theo xu hướng của thế giới, một xu hướng mới, đó chính là việc làm thế nào để giảm bớt thời gian sử dụng điện thoại của bạn cũng như là con cái hoặc là những người mà mình muốn giới hạn thời gian sử dụng để tránh việc lạm dụng quá nhiều và tốn thời gian trên sử dụng điện thoại hàng ngày. Thì giờ đây với hệ điều hành iOS 12 thì các bạn đã có thể cài đặt sử dụng trên từng ứng dụng cho từng ngày. Và các bạn có thể vào phần thời gian sử dụng để xem tất cả các thời gian sử dụng ứng dụng cũng như mình giới hạn thời gian sử dụng từng ứng dụng cụ thể. Đây là một tính năng khá là tiện lợi cho các bậc cha mẹ cần quản lý thời gian sử dụng điện thoại của con cái, hoặc người dùng muốn giảm bớt thời gian của mình với chiếc điện thoại thông minh, đặc biệt là chiếc điện thoại iPhone. Với video này mình hy vọng rằng mình đã giới thiệu thêm cho các bạn được các tính năng mới và hay nhất trên hệ điều hành iOS 12 vừa được cập nhật gần đây. Nếu có khó khăn gì trong quá trình thao tác
hoặc là vẫn chưa hiểu một câu trong những tính năng trên thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.